Một thông tin vui vừa đến với ngành giáo dục Việt Nam, đó là Việt Nam chúng ta có 2 trường đại học nằm trong nhóm 150 trường hàng đầu châu Á theo bảng xếp hạng đại học thế giới của tổ chức giáo dục QS Anh Quốc. Đó là trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí xếp hạng lần lượt là thứ 139 và 142. Ba trường đại học khác là Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Cần Thơ và Đại học Huế nằm trong nhóm từ 350 đến 400 trường. Bảng xếp hạng năm nay đánh giá khoảng 12.000 trường đại học của châu Á, trong đó 250 trường đầu tiên được xếp theo thứ hạng, các trường còn lại được xếp vào các nhóm trường. Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS được đánh giá là một trong những bảng xếp hạng có uy tín và ảnh hưởng hàng đầu thế giới.